của tâm sở. 14 tâm sở này là 4 bất thiện biến hành và 10 tâm sở tợ tha, trừ dục, hỷ, định trong hai tâm si, được nói là liên hợp với tất cả các loại tâm vương bất thiện. Dạ, xin hết bài rồi, xin mời người kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Tỳ Kheo Bố Thí Chích Tát, con xin kính chào thầy kinh và dạ, con xin đọc bài buổi hôm nay ạ. Chích Tát, Chê Tát Xí Cá, Sằng Gá Hồ, tâm sở phối hợp. Đoạn 1. Một lớn, Akusala Chích Tát Sằng Gá Hồ, tâm bất thiện phối hợp. 1. Ồ, Châu Nguyễn, chị không có thấy bài em đọc. Thôi để chị đọc bài của chị nha, cái chỗ đó nó bị mất tiêu rồi. 1. Á cú xá lê xú bá ná lô phá mù lê xú tà quá bá thám mê á sằng khà rí kề ảnh nhá xá mà nà tề rá xá chê tá xí cà á cú xá lá xà thà rá nà chất tà rồ chà tí sắc tá rá xá lô phá đích thì hí sát thình ê cú ná quỳ sát tí thầm mà sằng gá hằng gách chành tí. Bây giờ để bắt đầu, trong loại tâm bất thiện đầu tiên vô trợ, 19 tâm sở phối hợp như sau: 13 tâm sở tự tha, 4 tâm sở bất thiện biến hành là 17, với tâm sở tham và tà kiến bằng 19. Tá thề quá đú tí dề á sằng khà rí kề lồ phá mà nề nát. Cùng thế ấy, trong loại tâm thứ nhì thuộc vô trợ 17 tâm sở trên, cùng với tâm sở tham và ngã mạn bằng 19. Tá tí dề tá thề quá bì tí quách chí tà lồ phá tích thì hì xá ách thà rá xá. Trong loại tâm thứ ba vô trợ có 18 tâm sở, cùng với tâm sở tham và tà kiến nhưng không có hỷ bằng 18. Chá tuất thề, tá thề quá lồ phá mà nề nát. Trong loại tâm thứ tư, vô trợ có 18 tâm sở, cùng với tham và ngã mạn bằng 18. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo và dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Bố Thí Chích Tát và dạ, con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 2, số 5. Phạch cha mẹ pa tí gá sầm pa yút tê a sang kha rí kê đô sô ít sa mát cha rí yang khúc khất chanh cha tí cha tu hi sắc thề vi tí quát chi ta tê e quát quy sát tí tham ma sang gây hằng tí ít xa mát cha rí gia khúc khất cha ni phát nét thá phát chê ca mê quá vô chê tắp ba ni. Trong loại tâm vô trợ thứ năm liên hợp với sân, 20 tâm sở trên trừ hỷ cùng phối hợp với sân, tật, lận và hối. Trong 4 tâm sở này, tật, lận và hối phải được phối hợp một cách riêng rẽ bằng 20. 6. Xá sang khà rí cá panh chá kê pí tá thề quá thì ná mí thề ná quý xê xê toa vô chê tắp. 3. Trong 5 loại tâm có sự hỗ trợ, các loại các tâm sở trên phải được phối hợp với nhau cùng thế ấy. Có điều khác biệt là phải thêm vào 2 tâm sở hôn trầm và thủy miên.
7. Chang đa pi ti wat chi ta pa na an nya sa ma na e ka da sa a ku sa la sa tha da da cha ta ro cha ti phang na ra sa tham ma u tha cha sa ga te sam pa yat chang ti. Trong loại tâm liên hợp với phóng dật có 15 tâm sở hiện hữu là 11 tâm sở tự tha, trừ dục và hỷ, và 4 tâm sở bất thiện biến hành bằng 15. Dạ con đã đọc sao mà. Con có gì sai thì thầy sẽ lại dùm cho con. Cảm ơn chị Châu đã bút bài ạ. Kính mời thầy. Nam mô Bích Tha giá. Dạ không biết anh Mỹ có trước máy không à? Có Mỹ đây. Anh Mỹ có thể đọc đoạn 3 không anh Mỹ? Dạ Nguyên Trang mời anh Mỹ nha. À không biết anh Mỹ có nghe Nguyên Trang không ạ? Không thấy có tín hiệu. Ồ sa thú bằng tay của anh Mỹ. Rồi Nguyên Trang xin xuống mic. Dạ con kính đánh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đánh lễ sư Thanh Tâm và thầy Ken, và kính chào đạo tràng. Con xin đọc tiếp đoạn 3. Vichikicca sahagata citta cha at hi mok ka hi mok ka vira hi ta vichikit cha saha ya ta tathe vapana vapana vapa narasa dha ma samubala và phan hi ti sa pa tha bi tua da sa kusala chi chu ba de su pa je kang yo wi ya wi ya ma na bi yana ganana wa se nasata dwa wa sangya sang yahita fa wan fa wan wan ti ti. Trong loại tâm liên hợp với hoài nghi, 15 tâm sở phối hợp như trên cùng với hoài nghi, nhưng không có tâm sở nhất hành bằng 15. Như vậy trong tất cả 13 loại tâm bất thiện hợp lại trở thành 7, tùy theo những phương cách phối hợp. A. Kuna vi Satha Rasa vi Se Kha vi Sa vi Sati Tua vi Sapana Rase tisa ta ha kusale tita sadha ratna chataro samana cha
dasa bare ku dasa te bawut chan tisa ba kusala yo git no 19, 18, 20, 21, 20, 22, 15. Như vậy trong bất thiện có 7 cách phối hợp của tâm sở. 14 tâm sở này là 4 bất thiện biến hành và 10 tâm sở tợ tha, trừ dục hỷ, định trong hai tâm si. Được nói là liên hợp với tất cả các loại tâm vương bất thiện. Dạ, con xin xuống. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, nằm mơ bích thai giá, nằm mơ tâm mạng giá, nằm mơ xa. Nghe rõ không quý vị? Rồi. Rồi, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. À, giờ chúng ta bắt đầu bước vào cái buổi học. Nghe rõ không? Rồi, hôm nay chúng ta đi vào cái bài tâm và tâm sở phối hợp. Nghe rõ ràng không? Alo, có ai không nghe không? Alo, cho biết nha. Rồi, ok. Này, đi vào tâm sở phối hợp. Thì kính thưa quý vị, khi mà nói đến tâm và tâm sở thì chúng ta phải biết đó, hai cái loại này nó là một loại, là cái loại mà thuộc về pháp thực tính, hay ta kêu là thực tính pháp. Thì chúng ta phải biết đây là những cái pháp nó có thật, nó hiện hữu, nó được gọi là paramattha sacca, được gọi là đệ nhất nghĩa đế, có chỗ ta gọi là đệ nhất nghĩa đế, có chỗ ta gọi là thực tính pháp, có chỗ ta gọi là pháp chân đế. Thì cái chữ này nè, và từ chữ paramattha sacca là đệ nhất nghĩa đế, hay là thực tính pháp, hay là chân đế. Ghi ra để nắm được nè. Rồi cái chữ paramattha nó là từ chữ parama cộng attha, parama cộng attha. Paramattha sacca là đệ nhất nghĩa đế, thực tính pháp, hay là chân đế. Kịp okay, không? Hello. Ok. Paramattha sacca, hai chấm, đệ nhất nghĩa đế, phải thực tính pháp, hay là chân đế pháp. Ghi luôn cho rõ ràng ha. Được chưa? Rồi, đúng rồi ha. Rồi, bây giờ mình chữ paramattha là nó từ chữ parama cộng attha. Nó ghi hai nó ra đi, parama cộng attha. Không, parama cộng attha thôi, khoan ghi cái chữ kia, bỏ cái chữ kia, khoan ha. Lấy hai chữ parama cộng attha ha, rồi mới ghi chữ parama hai chấm, cái chữ parama đó hai chấm, parama cộng attha, rồi xuống dòng ghi cái chữ parama có nghĩa là cùng tột, không thể biến sang dạng khác,
thì gọi là Parama, cùng tọt, không thể biến đổi, không thể biến sang dạng khác. Rồi xuống dòng cái chữ Attha. Attha có nghĩa là điều hay là vật, điều hay là vật. Rồi ráp hai chữ vô ha, Paramattha có nghĩa là cái điều mà không thể thay đổi, không thể biến đổi được. À thì mình được gọi là Paramattha, điều mà không thể thay đổi, không thể biến đổi được. Nắm được chưa? Điều mà không thể thay đổi, không không thể thay đổi, không thể biến đổi được. Thì chúng ta phải nên hiểu cái này có nghĩa là nó sanh lên như thế nào thì nó ra như thế đó, chứ không thể đổi qua một cái khác được. Chẳng hạn như là tâm tham nó sanh lên thì cái tâm, cái tham đó, nó là cái có một cái trạng thái nó vậy vậy đó, không thể thay đổi được, và nó sanh là nó phải diệt, sanh diệt cái trạng thái như vậy, không thể biến đổi được. Nhưng mà không có nghĩa là không biến đổi là vô là thường còn nha quý vị, coi chừng lộn như này nha. Nó không biến đổi tức là có nghĩa là cái trạng thái của nó là không thể biến đổi được thôi, nhưng mà nó vẫn phải sanh lên. À, nó vẫn sanh diệt chứ không phải là nó thường còn bất biến. À, mình phải hiểu cái chữ Paramattha là như vậy. Rồi bây giờ mình ráp vô ha, Paramattha sắc chá. Paramattha sắc chá là sự thật, chữ sắc chá là sự thật ha. Paramattha sắc chá là sự thật tuyệt đối vì không thể biến đổi. À, phải chân như. Paramattha sắc chá là sự thật tuyệt đối vì không thể biến đổi, phải chân như. À, thì cái ý nghĩa của cái pháp thực tính là một cái sự thật tuyệt đối, một cái sự thật mà không thể nào mà có thay đổi được, dù bất kỳ ở cảnh giới nào, bất kỳ ở cõi nào, nó như vậy là nó như vậy, chúng ta không thể thay đổi được. À, bởi vì ta gọi là chân như pháp. À, nhưng mà nó không phải là nó thường còn, nó không phải thường còn bất biến, nó vẫn có sanh có diệt như thường, nhưng mà cái trạng thái nó như thế nào thì nó như thế đó. Đó là Paramattha sắc chá. Rồi, không? Rồi xuống dòng cái bản thể hay thực tính của tâm. Bản thể hay thực tính của tâm gồm có ba khía cạnh. Bản thể hay thực tính của tâm gồm có ba khía cạnh. Một, chính nó có bản chất biết cảnh. Chính nó có bản chất biết cảnh. Chính nó có bản chất biết cảnh. Rồi, hai, nó làm nhân cho các sở hữu cùng biết cảnh nó. Nó làm nhân cho các sở hữu cùng biết cảnh như nó. Ba, nó làm cho các sinh vật và các vật vô tri trở nên sai biệt đa dạng. Nó làm cho các sinh vật và các vật vô tri trở nên sai biệt đa dạng. À, tức là bản thể hay là thực tính pháp của cái tâm đó. Cái chữ tâm, cái tâm là gồm có ba khía cạnh này, tức là nó cái tâm có nghĩa cái bản chất nó là biết cảnh, hay người ta gọi là đặc tính của tâm hay là thực tính của tâm là sự biết cảnh. Thì chính nó có bản chất là biết cảnh, là khía cạnh thứ nhất. À, cho chúng ta biết là cái chữ tâm nó là như vậy. À, tâm là có một cái thực tính của nó là biết cảnh. À, chúng ta nên biết là tâm nó thuộc về trụ tượng nghe, chứ nó không phải là một cái gì đó mà mình có thể thấy được. À, cho nên có những cái trường hợp mà dùng cái hồi xưa chúng ta hay dùng, hoặc trong sách hay dùng chữ mà lakkhana là tướng trạng á. À, thì nhiều người ta cũng thắc mắc cái tâm sao có tướng. À, thắc mắc tâm là gì có cái tướng, nhưng mà thật sự có cái tướng, người ta dùng cái ý nghĩa vậy thôi, cái từ để mà ta diễn đạt lên cái trạng thái của cái tâm như vậy thôi. À, trạng thí dụ như tâm sân nó sanh lên thì nó có cái tướng trạng, nó là phá hủy đập đổ này. Ở đây ta dùng cái chữ tướng trạng.
À, nhưng mà sau này chúng ta thấy dùng cái chữ tướng, nhưng mà nhiều người ta cũng bị kẹt cái đó, nhiều người ta cái trình độ người ta cũng có mức giới hạn, người ta bị kẹt vô cái danh từ, và dính vô cái hình tướng, giống như sắc pháp là có hình tướng, và mình dùng cái chữ là trạng thái hay hơn, trạng thái như cái tâm mình sanh lên nó có một cái trạng thái như vậy vậy đó, thì nó là thực tính pháp nó là như vậy, mình dùng cái chữ trạng thái nó đỡ bị lầm lẫn, và thứ hai nhiều người ta không có bị kẹt vô cái từ ngữ. À, đó là như vậy. Thì cái tâm cái thực tính nó hay đặc tính của nó là biến cảnh. À, rồi cái thứ hai đó, cái khía cạnh thứ hai nó làm nhân, tức là làm nhân làm duyên cho các sở hữu, sở hữu tức là tâm sở đó. À, tức là làm nhân cho các tâm sở cùng biến cảnh như nó, tức là khi mà một cái tâm nó sẽ làm duyên cho những cái tâm sở đồng sanh chung vô để biết cùng biến cảnh, thì tâm với tâm sở là đồng biết cảnh, đồng lương một căn, đồng đồng sanh đồng diệt, nó có những cái đồng như vậy, thì như vậy cái tâm nó là nhân cho sở hữu cùng biến cảnh như nó, là cái cảnh thứ hai. Rồi cái khía cạnh thứ ba là nó làm cho các sinh vật và các vật vô tri trở nên sai biệt đa dạng. À, ở đây tức là cái tâm nó sẽ làm cho nó tạo ra nhiều thứ, nhiều loại chúng sanh. À, chúng sanh loại thấp, loại cao, loại sinh vật này, sinh vật kia, loại thú vật, loại người, loại trời, v.v. Hoặc là các vật giác như những sắc pháp, thì nó trở nên làm cho những cái sinh vật và những vật vô tri khác được có nên có sự sai biệt, có sự sai biệt mà đa dạng, nó nhiều thứ, nhiều loại. Đó là ý nghĩa của cái chữ tâm, nó có ba cái khía cạnh như vậy. Rồi, đó là cái về cái khía cạnh. Rồi rồi xuống ghi là pháp thực tính gọi là paramattha là do ba ý nghĩa, mình ghi ra gọi là paramattha là do ba ý nghĩa. Gọi là paramattha là thực tính pháp là do ba ý nghĩa. Đi kể phân quý vị. Alo. Dạ ha, là do ba ý nghĩa. Rồi. Ok. Một là đặc biệt. Một là đặc biệt. Mở ngoặc không thay đổi, đóng ngoặc, đặc biệt mở ngoặc không thay đổi, đóng ngoặc. Hai, cảnh của tuệ cao. Cảnh của tuệ cao. À, ba là chủ chế định. Chủ chế định. Rồi, ghi được ba cái đó ha. Thì cái paramattha là pháp thực tính hay là pháp chân đế, là nó do có ba ý nghĩa này mới gọi là pháp chân đế được. Thứ nhất là đặc biệt, tức là có nghĩa là cái pháp thực tính này nó không bao giờ thay đổi. Nó như thế nào rồi trước sau gì nó cũng là như vậy, nó không thể thay đổi được. Đó là mới gọi là đặc biệt, là cái chỗ đó thì được gọi là pháp thực tính. Chẳng hạn như mình khởi lên một cái sự ganh tị thì cái trạng thái tâm ganh tị nó sẽ là như vậy vậy đó, thì không thể thay đổi được. Hoặc là mình khởi lên sự là bỏng sẻn keo kiệt thì nó như vậy, nó lại như vậy, nó không thể mà mình thay đổi từ keo kiệt qua ganh tị, mà từ ganh tị qua kiệt mình thay đổi được. Hoặc là tâm sân sanh lên là nó có trạng thái phá hoại, phá hủy phận sự, nó là đập đổ rồi làm tan, phá tan mọi việc ha, thì nó là như vậy, nó là như vậy, chúng ta không thể thay đổi được. À, thì như vậy đặc biệt của cái pháp chân đế, pháp thực tính nó là như vậy. À, thứ nhất là đặc biệt, thứ hai là cảnh của tuệ cao. Thì như thế nào là cảnh của tuệ cao? Thì bởi vì nó là một pháp thực tính, một cái pháp mà cần phải có một cái trí tuệ mới có thể thấy được nó, nhận chân được nó một cách rõ ràng được. À, chứ người mà không có trí tuệ, người không có một cái sự hiểu biết thấu đáo thì khó mà thấy được pháp thực tính.
Bởi vì pháp tính thực sự nó rất là vi tế, nó là trừu tượng mà, nó chúng ta khó mà nhận định được. Nếu mà với một người mà không có trí tuệ thì khó mà nhận chân được pháp thực tính. Cũng vậy, khi mình hành tứ niệm xứ thì hành mục đích đối tượng của cái pháp tứ niệm xứ chính là cái pháp thực tính này, tức là cái paramattha này. Cho nên khi mình đối xứ là muốn đạt được, thấy được, nhận được ra được cái pháp thực tính, chúng ta phải có một cái trí tuệ. Thứ nhất là phải có một cái sự học hỏi hiểu biết về pháp, hoặc là chúng ta phải có một trí tuệ nền, tức là chúng ta phải có tâm tục sinh bằng tâm quả thuộc về hợp trí, thì chúng ta mới có khả năng nhận chân được cái pháp paramattha một cách viên mãn, một cách rõ ràng được. Paramattha được gọi là pháp có ý nghĩa là cảnh của tuệ cao, tức là đối tượng của tuệ cao chứ không phải là tầng là thường nha. Cho nên nó rất là đặc biệt ở chỗ đó. Rồi cái thứ ba là chủ của chế định. Tức là chính vì có cái chân đế này, chính vì có cái paramattha này mới đưa ra cái chế định được. Chẳng hạn như có cái loại tâm nó như vậy, có cái loại sắc như vậy, thì nó mới đặt ra cái đó là tên về tên về tên về hình tướng nó vậy vậy vậy. Thì chính vì có paramattha thì mới có chế định, cho nên paramattha là chủ của chế định. Quý vị nắm được không? Giờ có nắm được cái ý nghĩa về cái paramattha này, pháp chân đế. Mình phải hiểu rõ ràng là mình mới thấy được cái vấn đề. Không. Rồi cái ý nghĩa của cái pháp paramattha nè, là cái pháp mà thực tính đó, nó ba vấn đề. Ba ý nghĩa. Thứ nhất là đặc biệt. Là đặc biệt có nghĩa là cái pháp thực tính này nó không bao giờ thay đổi được, không, tức là không bao giờ đổi nó từ cái này qua cái khác được. Khi nó là như vậy thì nó là như vậy. Chẳng hạn như khi mà tâm tham nó sẽ lên cái tâm, cái trạng thái tâm tham nó là như vậy thì nó là như vậy thôi, chứ không thể cái trạng thái này mà biến qua trạng thái khác được. Nó không phải như tục đế. Nhiều như tục đế mình đặt tên là Nguyên Như, giờ buồn buồn cái đổi qua tên là Nguyên Trang, hoặc đổi qua tên khác đổi được. Nhưng mà cái pháp chân đế thì không có đổi được, nó như thế nào là như thế đó, tại vì nó là thật mà, nó là pháp có thật, nó không thể thay đổi từ dạng này qua dạng khác được. Nên được gọi là đặc biệt là do như vậy, mà cái pháp thực tính nó là như vậy. Rồi cái pháp thực tính này nó là đối tượng, hay là gọi là cảnh, đối tượng cảnh của tuệ cao, tức là cái đối tượng cái những cái pháp chân đế, là tức là tâm tham hay tâm sân, tâm si hay là tâm vô nhân hay tâm dục giới vân vân, thì những cái trạng thái thực tính pháp này nó là đối tượng, nó là cảnh của tuệ cao, tức là cảnh của một người cần phải có trí tuệ mới thấy được nó. Chẳng hạn như giờ cái tâm tham nó sanh lên, mình mà không có trí tuệ thì mình không bắt được nó liền, mình không thấy được nó như thế nào, mình không thấy được cái trạng thái nó ra làm sao, mình không thấy được cái phận sự của nó như thế nào, mình không thấy được cái nhân cần thiết của nó là sao, mình không thể thấy được, mình không thể thấy được cái trạng tướng của nó diễn đạt như thế nào. Cho nên mình phải có trí tuệ mình mới thấy được. Cho nên cái cảnh paramattha là cảnh của tuệ cao, rất là đặc biệt ở chỗ đó. Cho nên khi mình hành tứ niệm xứ, từ từ cái trí tuệ mình phát triển. Thì khi cái trí tuệ mình phát triển một đến một mức độ đó, thì khi mà pháp chân đế nó vừa sang lên, mình thấy liền. Mình thấy mình nắm bắt được cái pháp chân đế một cách rõ ràng, bởi vì mình đã có trí tuệ. Trí tuệ mình đã phát triển, và trí tuệ mình càng lúc càng phát triển thì nó sẽ càng thấy được vi tế hơn nữa, càng thấy sâu sắc hơn, càng thấy sâu xa hơn, và có thể chứng đắc được đạo quả cũng do nhờ có trí tuệ thấy được pháp thực tính của nó. Thấy được nó sanh như thế nào, nó diệt như thế đó, như thế nào, hiểu một cách rõ ràng, mình thấu đáo bằng trí tuệ chứ không phải thấy bằng cái thường thường như mình thôi. Đó là cảnh của tuệ cao, nó là như vậy. Rồi là chủ của chế định, tức là nó là chủ của chế định, bởi vì có cái pháp thực tính mới có cái pháp của chế định, nó pháp tục đế được. Ví dụ như tâm trạng thái tâm tham nó sanh lên là nó muốn bám díu bám đó, thì từ đó người ta mới đặt ra cái tên đó là tham. Hoặc là tâm sân sanh lên là muốn đập đổ phá hủy nó vậy, thì người ta tìm cái từ đặt ra, thường người ta nói là sân, là tâm sân. Hoặc là ích kỷ keo kiệt, bỏ tất cả những đó là chế định hết để nói lên cái pháp thực tính. Cho nên pháp thực tính chính là chủ của chế định. Không được nào. Alo, cho biết đi. Rồi ha, ok, nắm được ha. Rồi, bây giờ trong để lên nhờ bây giờ vậy. Trong Phật ngôn, trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có thuyết như vậy. Chúng tôi sẽ post lên cái Bali ha. Rồi mời Nguyên Như lên đọc cái này được không nha. Post Bali tiếng Việt luôn. Post Bali trước đi.
Dạ, chắc không được hả? Không thấy không vậy? Thấy không? Alo. Không, ok, để gửi qua bên 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 Như được không nha? Rồi, nhắn qua bên Nguyên Như thấy không? Nguyên Như thấy không? Alo. Thấy không? Rồi, Nguyên Như thấy đó. Rồi, mời Nguyên Như lên đọc cái khoan khoan để post qua tiếng Việt luôn cho Nguyên Như lên đọc luôn. Không có, tại vì boss bên Nguyên Như mà sao mà thằng Kim Nhung cũng được. Giờ boss của thằng tiếng Việt bên đây có thấy không nha? Cũng không được luôn, không cho boss bên Việt nữa. Kỳ, có lúc được, lúc không hiểu cái máy này sao kỳ. Rồi đó, phần tiếng Việt đó. Gửi qua chồng ha. Ok. Đợi xíu nha, đợi xíu nha. Giờ làm cho nó. Khoan khoan đợi xíu, đợi xíu. Nó kẹt à. Sao không biết sao có lúc được, có lúc không, không biết kỳ. Lạ cái máy, lạ đó. Chắc là nói phải mua máy mới quá. Đó. Các bạn đó. Rồi, gửi qua nha, gửi qua chào đó. Bót là thử được không? Không có bị được. Không được. Thôi mời Nguyên Như lên đọc đi, có bót là bên Nguyên Như đó, Nguyên Như lên đọc đi. Nói xịn quá rồi ra. Để Nguyên Như lên đọc đi, khỏi khỏi cần cũng được. Email hả? Bỏ, qua email được không? Nè, mới bỏ đây được không? Điều dữ quá. Rồi, để Nguyên Như lên đọc đi. Nguyên Như đọc đi. Đọc con đoạn ngắn à, chứ có gì đó. Đọc đọc đoạn đi. Hiểu gì đó. Rồi, ok, xuống. Nam mô Bụt Thầy Giá và đạo tràng, con xin đọc bài của thầy. Đức thằng vô phích khá về chá rá năng nà má chít tà ní tầm phần tê tầm bí khô phích khá về chá rá năng chít tàng chít tề ná trình tí tàn tí tề nà bí khô phích khá quê chá rá nề ná chít tề ná chít tàn nhề quá chít tá tá rành tí nà hằng phích khá quê anh nhằn ê cá ní cà dầm tí xá má nú bá xà mí dằn ê hoàng chít tàn giá thái dí đằng phích khá quê tí rách trà ná gá tà bà nà tề bí khô phích khá quê tí rách trà Nagata bà nà chít tề na chít tí gá tà tề hí bí khô phít khá quê tí rách trà na gá tề hí bà nề hí chít tành nhề quá chít tá tá nành tí. Này các tỳ kheo, có bao giờ các ngươi nhìn thấy bức họa nào chưa? Chưa có ạ. Này các tỳ kheo, ngay cho đến ngay cả bức tranh đó, nếu nó có cái gì phức tạp, sai biệt trong ấy, cũng là do tâm sáng tác nên. Này các tỷ kheo, tâm là cái phức tạp, đa dạng hơn cả bức tranh phức tạp đó nữa.
Này các tỷ kheo, trong tất cả các chúng sanh trên đời, ta chưa thấy một sanh loài nào phức tạp, sai biệt, đa dạng như loài bàn sanh cả. Mà tất cả những cái phức tạp đó đều do tâm mà ra, chính tâm tạo ra cái sai biệt đa dạng đó. Này các tỷ kheo, tâm còn phức tạp hơn cả các loài bàn sanh. Dạ con không có bỏ mic ra được, con bị kẹt máy rồi, con để con thoát ra, con xin nhân mic lại cho thầy ạ. Rồi sao không có gì nghe rõ không, nghe như đọc rõ không? Cái này đọc để cho biết cái ý nghĩa đây ha. Ok rồi, giờ mới gửi qua Châu, Châu lên đọc cái bài cái đoạn kế tiếp đi cho xong luôn, đoạn kế tiếp để quý vị nắm được cái ý nghĩa chữ tâm rồi mình vô bài học ha. Rồi Châu, Châu Nguyễn lên đọc ha. Châu ơi, em chưa cầm mic Châu ơi. Hello, Châu có nghe không Châu? Thấy cái bàn tay của Châu mà nãy giờ chưa cầm mic à? Ok, mời Châu cầm mic lại nha. Để em out rồi vô lại. Cầm không được hả? Rồi, em chạy ra đi rồi, em chạy vô lại nha. Rồi, sa thú, dạ. Kính mời đạo tràng chờ Châu trong chút xíu ạ. Thấy không quý vị? Hello, thấy chữ không? Hello, thấy không? Ok, ok, vậy biết rồi, biết cách rồi. À, mình lấy chút chút, nó cho, lấy nhiều, nó không cho, nó nói mình tham quá, nó không cho. Bây giờ bó sách này lên để cho. À, là cái câu đó, câu trên mới bó nó không? Tiếp theo, cho nó coi. Thấy chưa? Thấy tiếp Bali không? Hello. Thấy lâu ha. Ok, bạn lại chút. Thấy chưa nghe? Hỏi mua không? À, thấy rồi đó, ok rồi đó ha, bạn lại xíu nha, tiếp nha. Cứ từ chút nha, xong rồi. Cực chút xíu ha, cực chút xíu. Bất tử quá, cực chút xíu ha. Thấy chưa, thấy tiếp chưa. Châu vô chưa? Châu Nguyễn vô chưa đó? Hello. Châu Nguyễn vô chưa? Rồi ha, giờ lên đọc đi, lên đọc đi, đây post thêm chút xíu nữa. Rồi lên đọc đi, ok.
Nam mô tham ma giá. Châu ơi, em chưa cầm mic Châu ơi, cầm lại nha Châu. Rồi, Nguyên Trang xuống mic nha. Dạ, bên mạng bên đây. Thưa con Châu Nguyễn ạ. Con xin lãnh. Hãy sư thân tâm. Dạ, con alo alo chắc của Châu Nguyễn không được rồi, mà mới post qua Nguyên Trang hai đoạn, lên đọc hai đoạn đi, được rồi ha, mời Nguyên Trang lên đọc hai đoạn đó nha. Ok, đọc hai đoạn nó vô học luôn. Dạ con đọc cái đoạn của thầy kinh post à. Không biết là bây giờ con nói chuyện mà con chui ra kia, không biết mấy người đọc, con đọc mấy người có nghe không ta, ra ngoài tin nhắn đọc có nghe không ta. À, dạ thôi để con đọc trong đây đi. Để con kéo xuống. Rồi. Chitte naniyate loke chitte nabirakasati chittas sae kathammat sasappe wawa samman wagu. Thế gian này được tâm dắt đi siêu đọa, tất cả chúng sanh đều đi theo quyền lực của cái tâm. Chittana tathamma gam mana nattam nattam ho ti wa yuno wa yuna mattato na na ho ti ka yassa in chana. Chính vì tâm luôn phức tạp, đa dạng, nên có các oai nghi cử động phức tạp. Chính nhờ các oai nghi đó mà thân thể mới cử động được. Vichittarakang achittang attano chittata yawa chittakang maki Makile se hichittang ta yati wa tatha chino ti atasang ta nang vichitta rammananti cha. Gọi là tâm vì nó tạo ra sự sai biệt đa dạng 32 tâm quả, hay gọi là tâm vì bản chất của chính nó là đa phức tạp sai biệt 121 tâm. Dạ đến đây là hết rồi phải không thầy? Dạ con xin xuống mic. Dạ dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con cảm ơn thầy Kinh đã post bài. Dạ con xin xuống mic, cảm ơn đạo tràng. Thôi xa thấu xa thấu. À, để cho quý vị là biết những cái ý nghĩa của về cái chữ tâm thì giống như cái bài đầu thì Đức Phật nói rằng là này các tỳ kheo cho đến các bức tranh, ngay cả những bức tranh đó, nó đều có những cái phức tạp trong đó, sai biệt do tâm nó sáng tác lên. Tới bức tranh nó có những cái sự phức tạp đó chính là do cái tâm sáng tác. Và Đức Phật nói cái tâm là cái phức tạp, nó đa dạng, còn
còn hơn cả bức tranh đó nữa. À, nó còn hơn cả bức tranh đó nữa. Rồi Đức Phật nói này các tỳ kheo, trong tất cả chúng sanh trên đời, ta chưa thấy một sanh loại nào phức tạp, sai biệt, đa dạng như loài bằng sanh cả. Mà tất cả những cái phức tạp đó đều do tâm mà ra. Chính tâm tạo ra cái sai biệt đa dạng. Này các tỳ kheo, tâm còn phức tạp hơn cả các loài bằng sanh. À, tức là Đức Phật nó nhấn mạnh chúng ta biết là tâm phức tạp hơn cả các loài bằng sanh luôn. Loài bằng sanh thì rất là nhiều, vô số, nhưng mà tâm mình còn phức tạp, còn hơn những cái loài đó nữa. À, rồi cái phần dưới thì Đức Phật nói là thế gian này được tâm dẫn dắt siêu đọa, dẫn dắt đi siêu đọa. À, chính như cái tâm dẫn dắt con chúng sanh đi bị đọa hết cảnh giới này tới cảnh giới khác ha. Tất cả chúng sanh chúng ta đều bị đi theo cái quyền lực của cái tâm. À, rồi chính vì cái tâm là nó phức tạp đa dạng nên tất cả những cái cử chỉ, những cái oai nghi hay những cái động tác phức tạp nào đó cũng đều do cái tâm. À, cái oai nghi đó thân thể cử động được cũng đều là do tâm. À, thì đó chúng ta biết là ý nghĩa một số cái vấn đề cho chúng ta biết là cái tâm nó rất là lẹ. Đức Phật nó cái tâm sanh diệt cực kỳ mau lẹ, rất khó tìm cái ví dụ nào để có thể diễn đạt được cái sự mau lẹ của nó. Đó là chúng ta biết là một số vấn đề để muốn gửi đến quý vị biết thêm chút xíu về những ý nghĩa mà Đức Phật thuyết về cái đó không. Rồi bây giờ chúng ta vô phần tâm, tâm sở phối hợp, tâm tâm sở phối hợp. Ngài Trang Nguyễn coi còn đó không? Alo. Rồi vô bài chính ha, tâm tâm sở phối hợp là mình xuống dòng là tâm bất thiện, là mình học là tâm bất thiện, tâm bất thiện. Dòng 8 tâm tham, 8 tâm tham, 8 tâm tham. Tâm tham thứ nhất, thứ 1 là tâm tham gì? Gì đọc thử vì đây một người nào ghi thử coi. Tâm thứ nhất là gì? Hello. Tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô chợ. Rồi ok. Rồi số thứ nhất. Rồi 13 tâm sở tà tha có không quý vị? 13 tà tha có không? 13 tà tha là gồm gì? Xúc thọ tưởng tư giới hành mạng quyền thất ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Có đủ không? Có đủ 13 tà tha ghi xuống. Có đủ 1 là có 13 tà tha phối hợp. Rồi, 4 si phần có không? 4 si phần có không? Alo. Có luôn, có đủ luôn. Si do tàm, vô quý phóng vật. Và có đủ luôn trong tâm tham thứ nhất không? Rồi, tâm sở tham có không? 4 si phần, rồi tâm sở tham có không? Có luôn, rồi 1 cái tham. Rồi, tâm sở tà kiến có không? Alo. Có luôn, đúng rồi, sao ngã mạn có không? Tâm sở ngã mạn có không? Tâm sở ngã mạn một người không, đồng dung có. Rồi ai nữa đó. Đọc lại tâm tham đầu tiên coi. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp và vô trợ. Có ngã mạn không? Không chứ sao có được. Ai nói có là thật nha, có là thật nha. Không có, nó hợp tà mà thì nó có tà kiến thôi chứ nó đâu có ngã mạn được, đúng chưa? Rồi như vậy mình gom lại có 13 tà tha cộng 4 si phần cộng 1 tham cộng 1 tà kiến, tức là 19, là bằng là 19 tâm sở phối hợp, bằng 19 tâm sở. 13 tà tha 4 si phần 1 tham 1 tà kiến bằng 19. Ghi kể vào. Alo.
Rồi đúng rồi, mười ba tha bốn si phần một một kiến, hiểu được không quý vị? Nắm được không, nắm được không, nắm được không, cho biết cái mông lên đi. Rồi ha, Nguyên Trang này giỏi quá, dạo này Nguyên Trang giỏi quá chừng. Rồi tâm số 2, tâm tham số 2 thì nó thêm cái gì nữa quý vị? Tâm tham, tâm tham số 2 thì cộng thêm những tâm sở nào? Alo. Tâm tham thứ hai cũng là tâm tham thọ hỷ hợp và hữu trợ, thì nó cũng giống như tâm tham trên ha. Bây giờ thêm gì nữa, giống như những tâm sở trên, thêm gì nữa? Hữu trợ thì sao, nó kia là vô trợ, còn này hữu trợ, thêm gì? Thêm hôn trầm thị miên, xa thú, xa thú, cộng hai hôn trầm thị miên, hôn phần vô, cộng hai hôn phần vô thì bằng 21. Rồi giống như cái trên ha, nhưng mà cộng hai hôn phần nữa thì bằng 21. Cái tên là 19, với thêm 2 phần 21. Được chưa? Ghi ra chưa? 13 tha, 4 si phần, 1 tham, 1 ngã mạng bằng 19. Thế 1 tà kiến cộng 2 ông phần bằng 21. Rồi, à, chính xác ha, bài đi lên. Rồi, tới cái tâm thứ ba, đó là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Thì làm sao? 13 tờ tha có không? Đó, 4 si phần có không? 4 si phần. Có luôn. 1 tham có không? Tham có không? Tham có luôn, ok. Rồi tà kiến có không? Tà kiến. Không, không, đúng rồi, đúng rồi. Bỏ tà kiến, lấy ngã mạng ha. Lấy tham ngã mạng. Thì như vậy là chúng ta sẽ có 19, giống như tên nhưng mà thế. Bỏ tà kiến ra, thế ngã mạng vô, thì mình có là 19. 13 được tha, 4 si bằng, 1 tham cộng 1 ngã mạng bằng 19. Và tâm tham thứ 3. Rồi đúng ha. Rồi giờ tâm tham thứ tư, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, thì nó giống như tâm thứ ba, nhưng mà giờ thêm gì nữa quý vị? Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, thêm hôn phần vô, tức là hai hôn phần nữa, tức là bằng 21. Số 4 là bằng 21. Đúng rồi, xa thứ, xa thứ. 13 tờ tha, 4 si phần, 1 tham, một cái mạng, hai không phần là bằng 21. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Rồi. Rồi ha, ok, dễ ui ha. Nó bắt đầu khó. Ui. Số 5. Số 5 là tâm tham thọ xã tà vô trợ. Rồi tâm tham thọ xã này thì ghi ra đây, tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. 13 tờ tha có không? Alo. Tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ. 13 tờ tha có không? Ai nói có là tật cái nha. Bỏ hỷ đúng rồi, sao thứ bỏ hỷ ra kia, Kim Dung đúng, Thiện Hữu đúng, Như Bình với Hà không có bỏ hỷ là đặt nha, bởi vì tâm tham thọ xả, thọ xả bỏ hỷ ra thì còn lại nhiêu là 12 tâm sở đồ tha, 12 tâm sở đồ tha bỏ hỷ ra nó thọ xả. Ok, 4 si phần có không? Alo. 4 si phần có luôn ha. Rồi ok, đúng rồi, đúng rồi. Rồi một tham có không? Một tâm sở tham có không?
có luôn, có luôn, xa rồi, xa rồi. Rồi à, bà kiến con cái gì? Bà kiến có không? Có luôn. Rồi ngã mạng có không? Ngã mạng có không? Không, không, đúng rồi, xa, đúng, xa, đúng. Rồi bây giờ như vậy chúng ta tổng kết lại, mình có 12 tà tha, 4 si phần, 1 tham, 1 tà kiến bằng 18. 12 tà tha trừ hỷ nha, 12 tà tha trừ hỷ, 4 si phần, 1 tham, 1 tà kiến bằng 18. Rồi, xong không? Số 6 là tâm thọ xã hợp tà hữu trợ, nó cũng giống vậy luôn à. Thì giờ cộng thêm gì quý vị, cộng thêm gì nữa đây? Alo, cộng thêm hôn trầm thị viên gì ngã mạng như mình ghi ngã mạng thật rồi. Cộng thêm hôn trầm thị viên, tại vì tâm tham thọ xã hợp tà hữu trợ, ghi lộn ha, ghi lộn ghi lại là như vậy, cộng thêm hai nữa là có 20 công sở à, tâm tham thứ sáu có 20 công sở. Rồi đúng rồi ha. Rồi tâm tham thứ bảy, tâm tham thọ xã ly tà vô trợ, thì sao đây? Alo, mười mấy tà tha, có bao nhiêu tà tha? Mười hai, đúng rồi, 12 tà tha, chính xác ha. Tâm tham thọ xã ly tà vô trợ thì có 12 tà tha. 4 si phần có không? 4 si phần có không? 4 si phần có luôn. Tham có không? Tham có luôn. Rồi tà kiến có không? Tà kiến không? Alo, không, 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 đúng rồi, xà thứ, xà thứ, ly tà thì không có tà kiến nữa ha. Rồi ngã mạng có không? Có luôn, rồi, đúng rồi, xà thứ. Rồi như vậy là chúng ta có 12, 4, 1, 1 là 18. Đây là 18. 12, 4, 1, 1 là 18. Rồi, tâm thứ 8, tâm tham thứ 8. Tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ à, nó khác chút xíu. Thì giờ nó giống như ở trên nhưng mà nó khác cái đuôi cuối cùng. Thì em thêm gì vô? Thêm cái gì vô? Hai hôn phần, đúng rồi. Hai hôn phần, ok. Gì nữa? Hai hôn phần. Thì đó là nguyên như coi con Châu nó ghi, Châu Nguyễn ghi lên đó kìa, ghi đủ đó kìa. Tâm tham thọ xã ly tà hữu trợ, thêm hai phần nữa thì mình có là 20 vậy thôi. Rồi nó ngừng đó, ngừng người chép đi rồi lại học tiếp. 12 tà tha trừ hỷ, 4 si phần, 1 tham, 1 ngã mạng cộng 2 phần là bằng 20. Nè, đọc nhiều khi mình lên mình nói cái gì mình đọc chậm á, đọc chậm nhiều khi nó lạc dòng tư tưởng đang đọc cái một cái lộ trình tâm khác nó xen vô cái, cắt đứt cái dòng mình đang suy nghĩ, nhiều khi mình quên không biết nói gì luôn đó, mình đọc nhanh nó đi một lồn luôn, nhưng mà đọc chậm nó tới quá. Rồi chưa, giờ mình kiểm lại coi, kiểm lại coi. À, tâm thứ nhất là 19, tâm thứ hai là 21, tâm thứ ba 19, tâm thứ tư là 21, thứ năm 18, thứ sáu 20, thứ bảy 18, thứ tám 20. À, 19, 21, 19, 21, 18, 20, 18, 20. Và vậy vậy ha, ta nắm được 8 tâm tham phối hợp với tâm sở ha. Được chưa, ghi là đúng chưa? Thì đủ cho biết các ông nha. Học là phải marathon, phải chép lẻ tay lên.
thì bất định, nhưng mà giờ mình học mình ghi chung gì đấy thì cứ ghi mình biết vậy thôi, còn như nào thì đến sao, cái đó là mình luận giải khác. Còn cái này là cái sơ đồ đó mình ghi vậy đấy ha, 9, 21, 19, 21 đi. Được chưa, nắm được chưa, xong chưa Kim Dung, chép xong chưa Châu Nguyễn, xong chưa Như Bình, xong chưa Nguyễn Như, xong chưa Quyền Trang, xong chưa Chánh Tâm, vân vân vân, xong chưa, xong không? Rồi, ok, là 8 tâm tham qua phải không? Rồi, xuống dòng 2 tâm sân. Giờ tới 2 tâm sân. Tâm sân, 2 tâm sân. Rồi, tâm sân thứ nhất là cái gì đây? Tâm sân thọ hỷ hợp tà vô trợ, các bạn quý vị. Tâm sân thọ hỷ dụ dụ không được không dụ không 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 được rồi ghi đi ngon ghi trúng rồi ghi ra coi ghi nguyên câu coi tâm sân gì tâm sân thứ nhất tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trạng ok tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trạng rồi 13 tà tha có không alo 13 tà tha 13 tà tha 12 từ hỷ đúng rồi sa thú nó sân ha nó thọ ưu thì nó không có hỷ mình bỏ hỷ ra bây giờ mình còn được 12 thằng à 12 tà tha rồi 4 si phần có không 4 si phần có luôn xà thú xà thú rồi à, ba tham phần có không ba tham phần có không ok xà thú giỏi quá lớp khách sảy luôn ha số một luôn rồi à, bốn sân phần có không bốn sân phần có luôn xà thú rồi à hung trầm à hung trầm thì biên có không không ok hoài ghi không hoài ghi có không rồi không luôn ok xà thú xà thú rồi như vậy tâm sân thứ nhất tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ thì chúng ta có 12 tờ tha trừ hỷ cộng 4 si phần cộng 4 sân phần là bằng 20 ha, 20 tâm sở. Rồi, đúng ha, xả thứ. Rồi, cái tâm sân thứ hai là tâm sân thọ hỷ hợp phấn hữu trợ, đúng không quý vị? Tâm sân thọ hỷ hợp phấn hữu trợ. Không người ta giỏi quá rồi không bị dụ được đây thì sao ghi có số ai ra alo tâm sân thọ ưu họ phấn vô trợ họ phấn hữu trợ đúng rồi rồi thì nó khác ở cái ta tâm sân thứ nhất là gì cái gì nó khác là gì cộng hai hôn thị vô xà thử hôn trầm thị vô thì ra nó là nhiêu là 22 tổng số nó có là 22 được chưa 1, 2 này đúng không? Rồi, như vậy là 2 tâm sân chúng ta sẽ có là 20, thứ nhất là 20, thứ hai là 22. Rồi ha, đủ ha. Rồi, số xuống dòng là 2 tâm si. Đây, tâm si thứ nhất.
tâm si thọ xả thọ u học phấn vô trợ, đúng không quý vị? Alo. Sai. Sao đúng là tâm si gì? Tâm si gì mới được nghe? Tâm si gì? Tâm si gì? Thọ xả hoài nghi. Ok, sao đúng tâm si. Không bị gạt, hay quá. Tâm si thứ nhất, tâm si thọ xả hoài nghi. Rồi, bây giờ tâm sở tà tha nó có 10 tà tha nó có đủ không? Alo. Suy nghĩ cho kỹ nha, cái này cũng phải dễ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Bây giờ là 7 biến hành con nè, nói trước nè, 7 biến hành. Xúc thọ tưởng tư với hành mà quyền thật ý. À, rồi có ghi 7 biến hành ra ha. Đó. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. 7 biệt cảnh có không? 7 biệt cảnh có không? Hỷ. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Giờ đó Thiền Hữu nói đúng rồi đó. Từ thắng giải hỷ dục. À, trừ thắng giải, trừ hỷ, trừ dục luôn thì nó còn có 10 thôi. Si mà, si thì nó đâu có thắng giải được, đâu có sự quyết định, quyết đoán, hoài nghi, tâm si là xả hoài nghi, làm sao có thắng giải được, đúng không? Không có thắng giải được. Tại vì mình nghi ngờ là mình lưỡng lự phân vân, sao mà có thắng giải được? Mà quyết định đó, thắng giải là quyết định à, thì nó không có, đâu sẽ thắng giải được. Mà tâm si thì khỏi xả thì nó không có hỷ, đúng không? Không chưa, nắm được ý thứ hai chưa, không có hề, không có sợ, không có hỉ không đó, không chưa. Rồi dục tâm si thì làm sao có dục được, làm ai ai muốn mình ngu hay muốn bị u tối, cái chuyện này chắc không có à, đó thì như vậy tâm si thì nó trừ thắng giải hỉ dục còn là 10, được chưa? 10 tà tha ha. Rồi chưa, nắm ý nào. Rồi, 4 si phần, có không? Có luôn, xà thử. Rồi, tham phần, có không? Tham phần, không? Không, ok, xà thử. Sân phần, có không? Không luôn, không luôn, không, ok. Rồi hoài nghi có không? Hoài nghi có không? Có, xà thử ha. Rồi bây giờ mình tổng kết lại. Tâm si thọ xả hoài nghi ha, thì có nhiều 10 tà tha cộng 4 si phần là 14, cộng nghi là 15. Vì vậy tâm thứ nhất, tâm si thứ nhất có 15. Rồi, rồi tâm si thứ hai. Thứ hai là gì quý vị? Tâm si thọ xả hợp tham. À, tâm si thọ xả hợp tham. Giờ xả hợp hướng dẫn. Rồi, xa thú. Giả lớp này thuộc bài dữ quá. Tâm si thọ xả hướng dẫn. Ok, bây giờ vụ hoài không ai đặt cái đây. Rồi, có 11 tà tha trừ hỷ dục à, tổng vật thì có 11 tà tha trừ hỷ dục, lấy thắng giải lại. Tại vì nó có cái tổng vật nó không có quan nghi ngờ phân vân, thì nó có thắng giải, lấy thắng giải lại, chỉ trừ hỷ dục thôi. Rồi, à, cộng si phần có không? Alo. Có ha. Tham phần có không? Không luôn. Sân phần có không? Không. Hôn phần có không?
không luôn, xa thứ. Hoài nghi có không vậy? Hoài nghi. Hoài nghi có không? Có. Hoài nghi. Không luôn, Nguyên Trang nó có vậy. À không, đúng rồi. Rồi, hoài nghi là nó thuộc tâm sĩ trên ha, tâm sĩ thứ nhất rồi. Tâm sĩ thứ hai là tâm sĩ phóng vật, thì không có hoài nghi. Thì như vậy mình có 11 tà tha trừ hỷ dục cộng 4 si phần là 15. Thì như vậy hai tâm si nó đều có 15 tâm sở phối hợp hết. À, đó là như vậy. Rồi, bây giờ tổng kết lại nha, đọc lại cái số là cái đúng, kiểm lại nha. Tâm tham, kiểm lại cái chính xác coi. Alo. Tâm tham 19, 21, 19, 21, 18, 20. 18, 20 đúng chưa? Ok, đợi xíu để đọc cái này cho coi kiểm được cái số đó đúng không? Rồi tâm sân 20, 22. Đúng không? Tâm sân 20, 22. Đúng không? Rồi tâm si 15, 15. Đúng hết ha? Rồi, chính xác. Ok. Rồi, đó là xong cái bài phần tâm bất thiện phối hợp. Rồi, bài là Quỳnh Bana lên hỏi gì hỏi nha. Dạ, con kính thưa thầy. Cái si nó có hai cái là si hoài nghi và si phóng dật. Thì cái si hoài nghi đầu tiên thì mình cũng có nó ngắn gọn là cũng có 4 si phần và có thêm hoài nghi. Cái trạng thái mà vừa hoài nghi mà vừa có luôn phóng dật ở trong đó phải không thầy, là cái thọ xả hợp hoài nghi, tức là cái tâm đó là tâm si có phóng dật, tại vì nó có, nãy mình nói là nó có 4 si phần trong đó luôn và nó có thêm hoài nghi, như vậy là lặp lại là hoài nghi và phóng dật cùng hiện hữu, phải không thưa thầy? Dạ, xin ngừng. Xa thứ. Câu hỏi rất là hay ha. Quý vị mình học mà để ý mình thấy được những cái chi pháp như vậy là rất là tuyệt vời. Bạn là có trí tuệ phát sanh rồi đó. Thì chúng ta thấy là tâm si phần á, 4 si phần á, si vô tàm quý phóng vật. Đó là 4 cái tâm sở thuộc về tâm sở bất thiện biến hành. Đúng không? Tâm sở bất thiện biến hành, si vô tàm vô quý phóng vật. Đúng chưa? Thì tâm sở bất thiện biến hành này là quy luật của nó là luôn có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Đúng không? Rồi, đúng không? Thì như vậy 12 tâm bất thiện này lúc nào cũng có 4 cái tâm sở hết, cũng có si vô tàm vô quý phóng vật hết. Rồi, bây giờ si hoài nghi nó cũng có 4 cái tâm sở làm sanh chung, cũng có si vô tàm quý phóng vật và nó là hoài nghi. Thì ở lúc mà nó sanh ở tâm si hoài nghi đó, thì cái tâm sở hoài nghi nó trở thành trưởng. Vì đó, thì lúc đó giống như là hoài nghi nó đứng đầu, nó làm trưởng, còn mấy kia nó phụ thôi, nó chỉ là phụ thôi. Thì có giống như mình trong một cái công ty mình đứng đám chung, nhưng mà có một người chủ đứng ra, một người đứng ra đại diện cái người đó, thì người đó chính là chính. Thì cũng vậy, tâm si nó khởi lên thì nó cũng có si vô tạm quý không vật, nhưng mà nếu có hoài nghi do là bắt đầu là cái hoài nghi nó sẽ đứng mạnh lên, nó mạnh lên, cái lực của nó mạnh lên, nó trưởng lên. À, thì đó nó hơn cái phóng vật, cho nên được gọi tâm si hoài nghi. À, còn nếu mà nó đồng qua cái tâm si phóng vật thì hoài nghi nó không có, thì cái phóng vật nó trưởng, phóng vật nó sẽ trưởng hơn, nó mạnh hơn. À, tâm bắt đầu trao đảo phóng loạn động này, cái lúc đó cái phóng vật nó sẽ trưởng, nó mạnh hơn. À, nó là ý nghĩa tại sao như vậy. Bởi vậy thì mình phải để ý cái những cái vấn đề này, nhiều khi nó có những cái nó trùng nhau, nó giống như vậy đó. À, thì mình sẽ thấy được cái vấn đề. Cũng như khi mà tâm sân khởi lên, nếu mà có ganh tị luôn đó, có hữu tật nữa, thì cái tật rồi nó mạnh, thì nó mạnh hơn là cái tâm sân, cái sân nó nhẹ hơn chút, cái sự ganh tị nó mạnh hơn, hoặc là cái lận nó mạnh hơn, thì nó tùy theo mỗi một cái lúc nó sanh lên, cái trạng thái tâm, cái tướng trạng của cái tâm nó sanh lên, lúc đó cái nào mạnh, cái nào yếu mình sẽ rõ, tức là thuộc về trưởng duyên, nó phát sanh nó mạnh hơn. Rồi, xin trả lời câu đó ha. À, dạ Nam Mô Thích Thích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào thầy Kinh.
Dạ kính, kính thưa thầy, cho con Nguyên Trang hỏi là ở trong đây đó thầy, thì tham sân si thì ở trong đây là nó đều có phóng dật hết, tại vì ngay cái chỗ mà sở hữu bất thiện đó sở thầy, thì nó có si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Dạ. Chứ không có phải là riêng là cái sở hữu si nó mới có phóng dật đúng không thầy, tại vì nó nằm ở ngay cái chỗ mà sở hữu si phần. Dạ con xin xuống mic ạ. Rồi sao thì cũng mới nói thì đó thì khi mà khởi cái tâm tham lên thì lúc đó tâm sửa tham làm trưởng, tâm sửa tham nó mạnh nó làm trưởng. Còn nếu khởi tâm sân thì tâm sở sân nó mạnh nó làm trưởng. Nếu khởi tâm si phóng dật thì đi sở phóng dật làm trưởng, si tâm sở phóng dật làm trưởng. Cái nào trưởng cái nào phụ thì nó đóng vai đóng kịch, nó có một cái vai trò nó rõ ràng như vậy. Nắm được chưa? Hello, rồi ok, được ha, xuống ha. Dạ, dạ thưa thầy, cho con hỏi cái phần tâm tâm sở hỷ đó thưa thầy. Trong cái tâm tham thì nó có bốn cái tâm tham hỷ, thì cái hỷ này có phải nó con thấy nãy giờ học mình theo là nó hỷ nó đi theo với lại bốn cái tâm tham đầu tiên, mà tâm cái trong cái thọ thì nó cũng có hỷ trong đó, con thấy cái màu á nó ghi vậy, cái hỷ trong thọ là khác với cái hỷ tâm sở hỷ ở dưới sáu sở hữu biệt cảnh là sao ạ? Thầy giải thích cho tụi con. Đây, xa tứ nắm được pháp rất là giỏi ha, xa tứ. Thì chúng ta biết cái cảm thọ đó nó là một cái cảm giác, cái cảm giác ví dụ mình có một cái cảm giác gì đó nó quan hỷ thì đó là cảm thọ. Nhưng mà hỷ này nó khác, cái hỷ này nó là một cái tâm sở riêng biệt, nó là một cái tâm sở nó thuộc về hành quẩn, nó làm tạo nên những cái trạng thái mà hỷ như nổi da gà, nổi gai ốc, hay là trạng thái hỷ làm cho là hưng phấn, làm cho bay bổng lên đời. Có những trường hợp những người ta phát sinh cái hỷ mạnh nó sẽ đẩy cho cái thân này là nhẹ nhàng bổng lên, thì như vậy hỷ như hải triều hỷ, hỷ như là những cái sóng dỗ này kia, những cái trạng thái đó thì hỷ nó có một cái đặc biệt của nó là như vậy. Thành ra nó tâm sở hỷ này nó đứng riêng với nó thuộc về hành quẩn. Còn thọ, cảm giác thọ thì nó chỉ là cảm giác suông thôi, nó chỉ hỷ vậy thôi, cảm giác quan hỷ như vậy thôi. Thì khi mà tâm tham hỷ thì nó có cả thọ hỷ, có cả tâm sở hỷ luôn. Bởi vì hỷ nó mới có một cái đặc biệt, nó là nó có thêm cái hành quẩn thuộc về tâm sở hỷ như vậy. Nó đồng cùng lúc luôn, hai cái nó cùng đồng sanh chung như vậy. Hello, nắm được không? Nãy hỏi tên gì quên. Ok, lắm được ha. Mỗi cái nó có cái phần sự riêng của nó, cái phần song riêng của nó. Cũng giống như người mà ngồi làm thư ký là khác, nhưng mà cái người mà là tiếp nhận khách vô nó lại là khác ha. Mỗi cái nó có phần sự riêng của nó. Rồi, xin mời Kim Dung nha. Dạ, con mời thầy ạ. Con xin thầy giải thích lại cho con rõ cái phần mà tâm sở hoài nghi mà nó đứng riêng á, thì khi mà nó hợp với tâm si hoài nghi á thì nó làm trưởng, hoài nghi nó làm trưởng, thành ra nó cái tâm sở hoài nghi nó hợp với tâm si nó làm cho cái hoài nghi nó mạnh hơn. Còn cái phóng dật thì tại sao mà nó không có phóng dật riêng mà nó phóng dật nó chung cái với cái si phần. Nếu mà nó làm trưởng thì nó ở trong cái si phần nó có đủ sức làm trưởng không thưa thầy? Biết cho con hỏi thêm là ở đây á, thì cái tâm phóng dật, cái mà sở hữu phóng dật á, nó chỉ có kết hợp với cái phần bất thiện thôi, nó không có kết hợp với phần thiện. Nhưng mà có những khi con thấy á, bản thân mình á, mình làm việc thiện mà mình cũng có phóng dật nữa, tức là mình làm một việc thiện gì đó mà cái tâm mình nó cũng lăng xăng, thì như vậy thì nó là như thế nào? Dạ con xin thầy giải thích rõ ạ. Đây, xa thứ. Câu hỏi cũng rất là tuyệt vời ha. Thì giờ mình để cái tâm si hoài nghi á,
khi nó làm cái phận sự mà hoài nghi á, thì nó cái sự mà nghi ngờ nó mạnh, nghi ngờ nó phát triển mạnh. Nhưng mà mặc dù nó nghi ngờ như vậy nhưng mà nó vẫn phóng dật, tức là cái tâm mà tâm bất thiện mà nó đâu có đứng yên, nó đâu có phải là như những cái sự mà bình tĩnh định tĩnh được. Khi mà nó lăng xăng là nó thuộc về bất thiện, là tâm mình nó dao động dữ lắm. Thành ra cho nên là khi mà bất cứ tâm bất thiện nào sanh lên đều có cái tâm sở phóng dật là như vậy. Mà tâm sở phóng dật nó nằm ở trong cái nhóm thuộc về tâm sở bất thiện biến hành, tức là bất cứ tâm bất thiện nào cũng phải bị phóng dật chi phối hết. Mạnh hay nhẹ gì nó cũng vẫn bị. Khi mình khởi tâm tham lên thì cái tâm sở phóng dật nó làm cho tâm mình nó bị chao động, làm cho tâm mình nó chao động không có yên. Tham mình muốn, mình bám, mình muốn đủ thứ chuyện, bắt đầu nó vẽ tích, nó vẽ tuồng, nó làm đủ thứ. Hoặc là sân lên thì cái tâm sở phóng dật nó cũng hỗ trợ, nó giống như là nó làm quân sư, nó suối đủ thứ chuyện, nó thúc đẩy cho tâm mình nó loạn động lên, nó làm đủ thứ chuyện, tập bậy tập bạ. Đó là cái vấn đề tại sao là cái hoài nghi nó được đứng riêng. Bởi vì là khi nào có cái sự nghi ngờ, lúc đó là trạng thái nó khác, cái trạng thái tâm nó đặc biệt cái chỗ đó. Và khi có sự nghi ngờ phân dân này kia đó, thì lúc đó nó đứng riêng của mình đó. Mặc dù nó đứng riêng nhưng mà phóng dật nó vẫn có đi theo, nó vẫn theo nó cũng, tại vì nó thuộc về bất thiện mà, thì nó không có thể nào định tĩnh được. Phóng dật nó làm cho cái tâm mình loạn động. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta nên hiểu là cái sự riêng biệt của tâm sở hoài nghi như vậy. Rồi cái thứ hai đó, cái thứ hai là tại sao mình làm thiện mà nó cho tâm vẫn phóng dật, thì lúc đó cái lộ trình tâm mình mà có vậy. Thì tâm mình nó, lúc mình thiện, lúc mình bất thiện lộ tâm nó chạy, mà lúc mình phóng dật là tâm bất thiện xen vô rồi. Thì tâm mình phóng dật là tâm si phóng dật xen vô rồi, chứ đâu có tâm thiện nữa. Mình tưởng mình tu tập thiền, tâm thiện hả? Bây giờ hít vô cái biết thở ra cái cảm thấy an lạc khoái, cái tâm tham sanh liền, thế làm sao thiện được? Thì nó hỏi vậy, mình tu tập mình không khéo á, thì mình tu bằng tâm tham hay tu bằng tâm si phóng dật hay tu bằng tâm sân, không khéo là mình bị tưởng mình ngồi tu thiền ngon, thì ai em tu mình tâm bất thiện không? Mình phải để ý cho nó xíu ha. Khi bị phóng dật là mình biết là mình bị rồi đó. Rồi ok, xỉu ha. Rồi chào thử. Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi một câu về tâm thiện. Khi mà mình làm với lại tâm thiện mà ly trí, hoặc là tâm thiện có hợp trí mà thiếu tâm tư, ly trí mà đủ tâm tư thì cho 12 quả, mà hợp trí mà thiếu tâm tư cũng cho 12 quả thiện. Còn nếu mà thiếu ly trí mà thiếu tâm tư thì chỉ có 8 quả thiện vô nhân. Nhưng mà khi mình làm tâm thiện hợp trí mà có 3, có tâm tư luôn thì cho 16 quả. Tại sao nó không trừ ra 4 cái quả ly trí, mà thí dụ mình làm mà hợp trí nhưng mà lại mình lại được cái quả là quả ly trí nha thầy. Dạ xin hết à. Dạ cảm ơn thầy. Rồi, xa lắm. Này chưa học tới mà chưa học tới hỏi. Thì khi mà tâm thiện hợp trí nó sanh khởi đó, thì thường thường đó, thì trong sách vở người ta cho nói là cho là 16 quả, tức là 8 tâm quả đại thiện cộng 8 tâm quả vô nhân, đúng không? 8 tâm quả thiện vô nhân và 16 quả. Thì trong cái 8 tâm quả đại thiện á thì nó vừa có hợp trí mà nó vừa có ly trí luôn. Cho nên người ta thường người ta nói chung vậy, nhưng mà thực sự có một số chú giải người ta nói thật sự nó không có cái tâm quả ly trí. Vì nó hợp trí thì nó chỉ cho quả hợp trí thôi, tương đương nha. Nhưng mà có một số lại ta chấp nhận vậy, người ta chấp nhận là nó phải có 16 đầy đủ, tại hợp trí thì cho ly trí được, nhưng mà ly trí thì không cho hợp trí được. Đó có một số người ta tranh luận những vấn đề đó, nhưng mà mình suy xét một cách chính xác thì nếu mà hợp trí thì nó sẽ cho cái hợp trí, nó không cho ly trí được. Cái nào ra đó, nhân nào quả đó, thì mình hiểu về chính xác lại chút xíu. Thì như vậy, nhưng mà dầu chú giải là có cái sách này nói kiểu này sách kia nói kiểu kia, nhưng mà mình suy luận theo cái đúng cái logic của vấn đề nhân quả. Thì hợp trí là cho quả hợp trí, mà ly trí cho quả ly trí. Nhưng mà vẫn có thể, người ta nói vẫn có thể cho vậy được, bởi vì nó cho vô nhân được mà, tại sao nó không cho ly trí được? Người ta sẽ có những cái lý luận như vậy. Nhưng mà mình thì biết thì thôi, mình không phải là thánh nhân, mình không có thấy rõ được cái vấn đề mà cái quả nó phát sinh chi tiết như vậy.
À, mình hiểu, mình để đó đi, à, mình nắm cái chi tiết lên, mình để đó ha. À, mình cứ giữ thì khi nào mình có một cái sách nào nữa mình nghiên cứu nữa mình biết thêm cái đó nữa. Rồi nó một ta dạ rồi. Ai muốn hỏi gì nữa không? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy kinh. À, hôm nay giảng cái bài này rất là hay thầy. À, mặc dù là nó khó nhưng mà nó rất là hay. Dạ tụi con sẽ ráng về ôn lại. Dạ con thấy thời gian bây giờ cũng là phải lẽ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin mời bàn tay của sư Thanh Tâm ạ. À. Dạ con xin nhân mít lại cho sư Thanh Tâm. Dạ Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Dạ thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy kinh rất nhiều. Dạ và kính chào đạo tràng. Bây giờ sư xin thay mặt chư Tôn Đức Tăng phúc chúc cho đạo tràng. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thí sự an vui, thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn, thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo Pháp, gia nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng, kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, Hà nói anh Lý nói gì, anh Lý có thể cầm mic ha, Nguyên Như nhường mic cho anh Lý nha. Dạ, con xin kính chào chư Tăng, dạ, xin kính chào thầy Kinh. Hôm bữa, sư Nam ơi, hôm bữa sư nói về cái vấn đề mà khi mà tụi con bàn về vấn đề sáu nhân, vô tham, vô sân, vô si và tham sân si, thì sư cũng có bổ sung thêm cái phần là ba nhân vô tham, vô si, vô tham, vô sân, vô si của cái duy tác đó. Thực ra thì duy tác, tâm duy tác cũng có vô tham, vô sân, vô si, xin lỗi, tâm vô ký. Cái nhân vô ký cũng có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si để mà hiện bày các cái tâm duy tác. Cái điều đó nó cũng có, mà tại vì hồi nào giờ mình cứ nói vô tham, vô sân, vô si và tham sân si là vì vô tham, vô sân, vô si cho quả thiện xin lỗi, vô tham, vô sân, vô si để hiện bày các cái tâm thiện và những cái tâm duy tác cũng dùng từ thuật ngữ vô tham, vô sân, vô si, nhưng mà không có để lại kết quả của hành động, tức là cũng không có cho quả thiện mà cũng không có cho quả bất thiện. Nó cũng là ba cái loại nhân mà mình có thể tưởng tượng nó giống như là cái nhân mà seedless, hoặc là cái nhân mà nhân lép. Dạ thì mình nói chín cũng đúng mà nói sáu cũng đúng. Nói sáu tức là cái có hai cặp vô tham, vô sân, vô si, mỗi cái là một cặp. Là vô ký và thiện, nhưng mà nói, nếu mà nói rộng ra thì là chính, nó cũng là hợp lý. Dạ, cái điểm này thì sư Thanh Tâm kỳ vừa rồi có bổ sung cho chúng ta.
Nhưng mà vì chắc có lẽ là những cái giống như trường hợp nãy nó sách này nó về sách kia nó kia, cho nên trong một số chúng ta có người bị lộn đó. Nhưng mà ở đây để xin báo cáo lại cho nó rõ là tâm nói sáu cũng được, mà nói chính nó rộng hơn, nói chính nó cũng có. Dạ, dạ con xin xác định lại cái sự bổ sung của sự thanh tâm. Dạ, con xin ngưng máy. Hello, vậy nghe, hello, 1, 2, 3. Dạ, để xin nói lại cái vấn đề nhân này cho nó rõ, để thôi mình hiểu trật cái mệt lắm nha. Học pháp hiểu sai là phiền não lắm. Thì mất giờ nhân á, có ba nhân bất thiện và ba nhân thiện, tức là có sáu, đúng không? Ba nhân bất thiện là gì quý vị? Ba nhân bất thiện tham sân si là ba nhân thiện. Rồi ba nhân thiện của tham của sân si, vì vậy mình sẽ có, nếu tính nhân tính theo sáu thì có tham sân si, của tham của sân của si. Nhưng mà nếu nói theo ba nhân vô ký đó, là quý vị biết tại sao tôi tính ba nhân vô ký nó không? Bởi vì ba nhân vô ký đó là những cái nhân đồng sanh trong những tâm quả thuộc về tịnh hảo. Nó đồng sanh trong tâm quả tịnh hảo là một, nó đồng sanh trong tâm duy tác là hai. À, thành ra chính vì vậy được gọi là vô ký. Tâm quả thì nó không có cho, nó không có tạo nghiệp gì hết, nó thuộc tâm quả mà. À, thì giống như vô tham, vô sân, vô si đồng sanh trong những tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, trong những tâm thiện siêu thế, trong tâm thiện, tâm quả thiện sắc giới, tâm quả thiện của sắc giới. Thì nó là nhân vô ký, là ba nhân vô ký, bởi vì nó không có tạo ra gì hết, từ là nhân vô ký đồng sanh trong những tâm tịnh hảo, do ba nhân vô tham vô sân vô si nó làm việc. À, rồi ba nhân vô tham vô si này được gọi là vô ký nữa, bởi vì nó đồng sanh trong những duy tác, những tâm duy tác dục giới tịnh hảo, tâm duy tác sắc giới, tâm duy tác vô sắc giới đó. Thì nó đồng sanh trong những tâm duy tác thì được gọi là vô ký. Cho nên vô ký nó có hai vấn đề. Một là nó đồng sanh trong những tâm quả tịnh hảo. Hai là nó đồng sanh trong những tâm duy tác mới được gọi là vô ký được. Đúng chưa? Thì như vậy có tất cả là chín. Chín nhân là ba nhân bất thiện, ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Thì mình có chín nhân. Thì ba cái nhân vô ký mình phải để ý nó đồng sanh trong những cái tâm quả thiệt tịnh hảo thì mới kêu là vô ký được. Và nó đồng sanh trong những cái tâm là duy tác thì mới được gọi là vô ký, chứ không phải chỉ đồng sanh trong duy tác không thôi chưa đủ, mà đồng sanh trong những cái tâm quả nữa mới gọi là vô ký được. Thì như vậy chúng ta thấy là nó đặc biệt là ba cái nhân vô tham vô sân vô si nó có hai cái vấn đề, một là thiện, hai là vô ký. Đó là như vậy ha. Rồi nó rất là rõ ràng ha. Pháp mình nắm phải đến chính xác rõ ràng, còn cái nào mình nắm không chính xác mình chịu khó lục sách coi đây thôi, nói kẹt lắm nữa, nói trật mệt lắm. Rồi xa thú xin sướng biết nha. Dạ xa thú thầy kinh. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với con có thể lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta son thân ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha phình kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha isara sampa na puta sukhita pa vantu te. Cha la bu cha ye vi cha anda sampa va san se da cha ta tha vo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma va rang pa tinh cha te sambe bi dung ka sakaron tu sang ka yang.
Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn ra chả bùng gà la sang cô hô tu sa măng gô. Qua anh thà gia cha hi ta gia cha âm hê răng ca tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô vua tinh sam ba bù nê gia ma thầm ma ri yam ba quê. Đệ tê. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yô. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yô. Ý đăng quá tám nề buồn nhằn à sá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gát tề. Cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Rinh Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai và cũng là ngày thứ ba, sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Và chúng ta lại được học, hopefully, là những bài ngạ quỷ sự của sư phụ Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.